Và trong cả ba câu chuyện thì nhân vật tôi ấn tượng nhất là bác Năm Đồng, quán cơm từ thiện. Mình cảm thấy là ấn tượng nhất đối với clip những người phụ nữ là mẹ đơn thân. Mình cảm thấy là những người phụ nữ đó thì rất là dũng cảm. Thì ngoài cái trách nhiệm làm việc ở công ty thì sau khi trở về nhà họ còn phải gánh vác luôn trách nhiệm của người cha và người mẹ trong gia đình. Ngoài ra thì ở Việt Nam mình thì rất là khắt khe đến vấn đề mà một người phụ nữ không có chồng lại có con. Họ phải gánh vác luôn cả cái nhìn từ xã hội nữa. Cho nên là mình rất ấn tượng đối với clip này. Tôi thích nhất clip là các nhóm các bạn trẻ đi chụp ảnh cái hình ảnh về Hà Nội. Vì bản thân tôi là một người con sinh ra ở Hà Nội. Cả cái tuổi thơ của tôi thì đã được nhìn và được chứng kiến Hà Nội xưa và Hà Nội nay đã phát triển như thế nào. Mà tôi lại là người dân Hà Nội cho nên tôi cảm thấy như là gần gũi hơn và cảm thấy như là Hà Nội luôn trong trái tim tôi. Với tôi, việc chỉ dạy cho những người bạn trẻ ở cái quê nó lên nghề từ lúc còn bỡ ngỡ về đến lúc là ra nghề có thể kiếm được tiền giúp gia đình là điều tôi yêu thích nhất. Có một lần thì mình với bạn mình ban đêm thì hai người đi ăn với nhau thì lúc đó trời mưa rất là lớn. Thì mình với bạn mình thì mua một phần cơm đem về nhà, thì trên đường đi tới một ngã tư thì gặp một ông lão thì rất là già rồi mà năm cái số nữa. Thì lúc đó thì mình đã lấy hộp cơm đó cho ông lão luôn. Thì không biết sao mà từ lúc cho xong mình trên suốt cái con đường mà từ nơi đó tới nhà thì mình thấy rất là vui. Cách đây 5 năm thì tôi đã từng có may mắn được đưa một đoàn các bạn sinh viên đi làm công tác thiện nguyện. Thì trong cái hành trình đấy của tôi thì tôi có đưa các bạn đi xuống Tây Bắc và xây những cái lớp học cho các em thiếu nhi dân tộc. Theo tôi là sống mà làm được cái công việc mình yêu thích thì làm cho cuộc sống mình ý nghĩa thêm. Được làm những điều mình thích và những điều đó có thể mang lại lợi cho những người khác nữa thì mình thấy điều đó rất có ý nghĩa. Cách chúng ta mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta cho đi và chúng ta không cần nhận lại. Đó là điều mà tôi cảm thấy là hạnh phúc.